Chúng ta lại cùng quay trở lại với Trung tâm Điều trị Phục hồi Xương khớp Việt Nam trong chương trình Nhịp cầu sức khỏe và cùng gặp gỡ và trò chuyện với thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc bệnh viện Y học cổ truyền ạ. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện về một vấn đề, một bệnh lý mà có lẽ rất nhiều người quan tâm, đó là bệnh lý chật khớp ạ. Chật khớp là vấn đề mà rất nhiều người đã và đang mắc phải. Tình trạng chật khớp do nhiều nguyên nhân gây ra. Người bệnh không nên chủ quan khi bị chật khớp, bởi nếu như không phát hiện và điều trị bệnh kịp thời thì có thể gây ra những biến chứng khó lường như là rách cơ, dây chằng. Vậy chật khớp cổ chân bao lâu thì khỏi và cách chữa chật khớp như thế nào? Và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bác sĩ Nguyễn Hồng Hải để hiểu rõ hơn về căn bệnh này ạ. Thưa bác sĩ, những nguyên nhân nào thì có thể khiến chúng ta bị chật khớp ạ? Thật ra chúng ta biết là chật khớp thì ở trên cơ thể chúng ta có nhiều khớp có thể dẫn đến tình trạng chật khớp nếu chúng ta vận động tất cả những cái hình thức mà nó quá với cái bình thường hoặc là do những cái tai nạn bất thường thì có thể gây tình trạng chật khớp. Có thể là chật khớp là khi cái điều đầu tiên là khớp chúng ta không trong ổ khớp và đi ra bên ngoài, và nếu là ở vùng tay hay vùng chân thì được dấu hiệu đầu tiên là chỗ thì trong khớp đã ổ, khớp thì lõm và bên ngoài đó này gồ lên, và nếu là vùng cánh tay thì cánh tay ép lại không đi vận động được. Tất cả những cái vận động từ chân hoặc là tay thì các vận động đều không vận động được, kèm theo đó là đau và dấu hiệu đây là sưng tím ở các ổ khớp. Như vậy tôi thấy rằng là cái điều đầu tiên là những cái vận động hoặc tất cả những cái tổn thương mà do những chấn thương bất thường gây ra thì hoàn toàn vẫn có thể gây tình trạng chật khớp. Vậy khi chúng ta bị chật khớp thì có thể tự khỏi được không ạ? Và mất bao lâu để tự khỏi được ạ? Tôi nghĩ điều đầu tiên đối với tôi là bác sĩ, tôi phải đến trung tâm xương khớp điều trị đầu tiên luôn. Bởi vì phải nói rằng là không thể nào khỏi được. Và cái điều là ở một số người nói rằng mang những cái bàn tay chúng ta bị dị thật, mà sau khi đó người ta nghĩ là đã can hóa, đã bình thường lại rồi để đi làm rồi, nhưng mà hoàn toàn không mang được cái gì nặng cả. Cho nên cái việc mà điều trị đúng những cái trung tâm, đúng chuyên khoa thì điều này sẽ có một ý lợi rất là lớn. Bởi vì những cái khớp là tất cả những cái giúp cho con người chúng ta vận động, con người chúng ta sống là sinh hoạt và vận động. Và nếu là những cái khớp mà chúng ta không vận động được thì chắc chắn là không làm được việc gì cả. Cho nên cái việc chúng ta cần phải đi khám, cần phải có hỗ trợ của bác sĩ, đặc biệt là những bác sĩ chuyên khoa xương khớp để giúp chúng ta phục hồi, điều đó rất quan trọng. Nếu chúng ta tự ý để ở nhà, thậm chí là đi đắp thuốc lá, mặc dù tôi là bác sĩ học cổ truyền nhưng mà tôi không nghĩ rằng chúng ta đến là đi khám ở nhà hoặc tự ý đắp có thuốc lá, bởi vì đến các trung tâm về xương khớp người ta có kỹ năng và có kiến thức để người ta làm cho chúng ta phục hồi cái ổ khớp đó và tránh những cái dị tật bất thường. Chật khớp có để lại những biến chứng gì không thưa bác sĩ ạ? Cái điều đáng lo nhất đó là cái việc mà khớp không vào ổ khớp thì chắc chắn là ảnh hưởng đến vận động rồi. Và như thế là những cái vấn đề